Tại sao một đứa con từ trên trời rơi xuống? Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lang. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì dừa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa cha con chúng ta. Cô làm hết trơn vậy rồi còn cái gì cô chưa làm nữa? Chết em rồi. Chị nội em mới nhờ. Chết em rồi. Em còn hai việc chưa làm. Đó. Đó là cái vấn đề tôi muốn nói với cô. Một là làm biện, hai là làm thinh. Làm sao đây? Cuộc đời em chưa biết làm biện. Làm biện làm sao chị? Chị em đi chị. Em xin chị làm biện giống chị vậy nè. Đứng dậy. Chị em đi. Con nè. Gái mà không biết làm biện là kỳ lắm đây. Muốn biết cô có làm biết hay không, tôi mỗi ngày tôi sẽ ghi hết công chị. Việc của cô. Ý chị là cuộn này phải không? Tôi ghi hết công việc của cô vô. Cô mà chị thiếu cái không cần ghi tất cả mọi thứ. Cuốn này em gọi là lưu bục ngày xanh của em. Lưu bục ngày xanh chịch chứa tất cả mọi công việc trong nhà mình. Chị nhìn đi, em ghi và em chú thích rõ ràng. Chị sẽ không thấy em thiếu sót một công việc nào trong nhà mình đâu chị. Ôi, sao khó đuổi quá vậy? Chị ơi, hãy đừng lèm bèm mình nên đi khám. Con, tôi nghĩ là cô làm cả ngày như vậy chắc là cô cũng mệt lắm rồi. Ê này này này, này. Nè cô có bệnh gì không vậy? Dạ. Sao giờ này ngáp là sao? Ủa, ngáp đâu phải bệnh chị, ngáp là em mệt mỏi, buồn ngủ. Ủa chứ tối cô không có ngủ hả? Cô bận làm gì? Cô chơi bời cái gì đúng không? Nhắc tôi là em tức. Không, em không tức chị. Em tức cái bòn làm cho em mệt ngủ. Thấy chưa, cô đi chơi với ai ngoài đường ngoài xá về cô không ngủ nghe. Một nhóm luôn. Thấy một chưa? Một nhóm năm sau đưa. Lục cả gia đình mình đang say giấc nồng. Tự nhiên em cũng định đi ngủ. Em vừa đặt lưng xuống, em đưa cái tay lên em tình. Không, nó xuất hiện. Nó đi một nhóm vô nhà mình và chạy lọc 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 thiệt chứ. Nhà tôi mà rủ bạn bè vô chạy lọc cọc vậy đó. Không, nó không phải bạn bè gì của em hết. Chứ ai? Nó là con chuột. Một nhóm chuột, một gia đình chuột. Trong đó có hai nam và ba nữ. Trời ơi chị biết không, nó chạy cả đêm. Em phải chạy sau lưng nó, em không thể để yên như vậy được. Nó chạy trước, em chạy sau. Cả đám cùng nhau chạy, chạy cả đêm luôn đó chị. Chạy cả dòng, nó lên lầu, em lên lầu, xuống cầu thang, em xuống cầu thang. Chỉ có nó leo lên nóc nhà là em leo không tới thôi đó chị. Trời đất ơi. Tức ghê. Rồi cô định làm con mèo luôn hả? Không, em nào cô định làm mèo. Em chỉ muốn trở thành mùng dùng xì tay không bắt chuột. Đây, thưa chị. Trời ơi. Ủa chị ơi, con chuột chứ không phải khủng long đâu chị. Nó là con chuột. Chị nhìn đi, bốn gương mặt này là bốn gương mặt đại diện cho sự ân hận sau khi chạy suốt đêm của nó. Bốn con này là bốn con đại diện thôi. Nhưng mà em nghĩ trong nhà mình còn cả ổ để em diệt từ từ. Trời ơi, sao con không thả đi con mắt nó chị vậy? Chị thấy nó dễ thương không? Nó đang lồn mèo trong này nè. Con này là con đực nè, con này con cãi. Hai đứa này sống thừ với nhau trong nhà mình, đè ra hai đứa này. Trời ơi, thôi dẹp đi. Sao? Sao dẹp được? Dễ thương. Trời ơi, con để trong nhà làm cái gì vậy? Kỳ. Dễ thương lắm, nhìn kỳ đi. Lúc em bắt xong là tự nhiên em cảm động. Nhìn cái mặt nó thấy tồi quá, em định nuôi làm thú cưng. Không, tôi không muốn nữa, con dẹp đi. Không, em nghĩ là không dẹp được. Mình đã bắt được nó rồi, mình phải thấy trời hành đạo. Chị, nói đi, hôm nay muốn làm cà ri hay chiên xà ớt? Không nha, dẹp. Dẹp đi, nó ra kìa. Chị ơi, chị. Dễ thương mà ta.
tìm cách nào để đuổi họ sang đi ta. Dạ em nghe nè chị Linh, chiều nay hả? Ôi, qua phụ chị hả? Dạ không, dạ không, thật ra là thật sự là nhà em cũng đang có chuyện á, nên là em cũng đang rối trí quá, em sợ là em không có qua phụ chị làm sinh nhật cho anh Nguyên được á. Dạ dạ, anh chị ăn sinh nhật vui vẻ nha. Dạ dạ rồi. Làm gì mà đứng đây than ngắn thở dài vậy? Chị đang rối trí quá nè. Cô Linh của em đó mới gọi điện cho chị nhờ qua nhà phụ làm sinh nhật cho chú Nguyên, mà chị đang gặp tùm lum chuyện á, chị không có muốn đi. Nghe rối trí là biết rồi đó. Có phải là chị đang lo vụ của Hơn Sen đúng không? Có phải là chị muốn đuổi việc Hơn Sen đúng không? Nói, nói cái gì vậy? Ngồi xuống đây. Ủa sao em biết? Thì chứ sao nữa, chị thì đang gặp trục trặc trong công việc, không biết ngày mai mốt như thế nào. Rồi bây giờ còn phải trả tiền lương cho chị Hơ Sen nữa, không đuổi chị chứ làm sao. Thì đó, bởi vậy chị cũng đang băn khoăn quá trời. Tại vì chị thấy Hơ Sen bây giờ làm việc cũng rất là giỏi rồi, mà đuổi thì chị cũng không muốn. Hay là như vậy, nhân cơ hội nhà cô Linh với đại chú Nguyên đang đãi tiệc, chị giới thiệu Hơ Sen qua làm việc đi. Hơ Sen làm việc chuyên nghiệp vậy, lỡ đâu lọt vô mắt xanh của cô Linh là chú Nguyên rồi sao? Sao lúc đó ha, rồi mình giới thiệu Hơ Sen cho cô Linh là chú Nguyên. Thấy chưa, tiện cả đôi đường, à không, có khi ba đường luôn á. Hay quá, vậy mà chị không nghĩ ra. Chị là đôi bên đều vui, ba bên đều vui. Được á. Yeah. Yeah. Nhanh đi mấy đứa ơi. Đây là thời điểm thích hợp để đẩy Hờ Sen đi. Hai đứa có muốn Hờ Sen tiếp tục làm trong nhà mình không? Dạ không. Chị cũng vậy. Mặc dù Hờ Sen không phải là người xấu, nhưng mà từ ngày Hờ Sen vô nhà mình á, mọi thứ cứ đảo lộn hết trơn à. Vậy đây là thời điểm thích hợp. Ý chị là... Tí nữa hai đứa cùng với Hờ Sen qua nhà cô Linh, sau đó hai đứa phụ Hờ Sen làm hết tất cả mọi chuyện, để cô Linh thấy được Hờ Sen là một cô ô xin tốt, hiểu không? À... Nhưng mà nè, phải phụ cho thiệt là khéo, đừng có để cho Hờ Sen phát hiện. Dạ, chị là chị muốn đẩy chị Hờ Sen sang nhà cô Linh hả? Chính xác. Mọi người ơi, đi chưa? Mình đi chưa mọi người? À, Hờ Sen xong rồi. Nè, mọi người đi chơi vui vẻ nha. Dạ, dạ. À, chị cứ ở nhà đi, còn mấy chuyện còn lại để tụi em lo nha. Nhớ phụ Hồ Sen nghe chưa? Dạ, dạ. Chị cứ yên tâm nha. Ừ, đi, à, mình đi, đi. Mình Hồ Sen đi chơi vui mà. Dạ, đi, đi chơi. Đi, 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 đi. Đi với về sớm nha. Dạ. Nhanh 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 nhanh. Chị, tìm về rồi nè. Sao rồi? Em bất ngờ lắm luôn á chị, không dám tin là chị Hơ Sen luôn. Chị có biết không, vô tới bữa tiệc á ha, chị Hơ Sen á làm tất bật luôn, không cho tụi em phụ luôn. Đúng rồi, chị còn kêu tụi em hả, đi ra ăn tiệc đi. Trời ơi, hay quá. Khoan,
Nhưng mà cô Linh với chú Nguyên có nói gì không? Trời ơi, cô Linh chú Nguyên hả, không những khen nức nở, tất cả các quan khách trong buổi tiệc đều khen chị Hoa Sen luôn á. Ui, quá tốt rồi. Hoa Sen đâu? Chị kêu là tụi em về trước đi, chị dọn xong chị về sau. Ây cha, vậy là thế nào cô Linh cũng biết Hơ Sen là một cô ô xin giỏi giang, cũng sẽ giữ lại làm việc thôi. Vậy là nhà mình thoát nạn rồi. Hơ Sen nhắn tin. Chào chị Vi và hai em. Khi chị nhận được tin nhắn này là em đã ra đi thật xa rồi. Em biết mọi người không cần em nữa, nhưng cũng đâu cần phải đối xử với em như vậy. Như em đã từng nói với chị, em làm ô xin không phải vì tiền mà vì đam mê. Người ta nuôi con cho con khi một ngày nó còn có tình cảm, huống hồ chi em là một con người. Nếu mọi người không cần em nữa thì em sẽ biến mất luôn. Còn nếu mọi người cần thì Hờ Sen sẽ quay trở lại.